Khi ấy, các thiên tử lại nghĩ như vậy. Trong nghĩa thậm thâm của Bát Nhã Ba La Mật Đa này, Đại Đức Thiện Hiện tuy dùng nhiều phương tiện nói rõ, muốn chúng ta dễ hiểu, nhưng nghĩa lý kia sâu xa lại càng sâu xa hơn, vi tế lại càng vi tế hơn, khó có thể lường được. Cụ Thọ Thiện Hiện biết tâm niệm của các vị ấy liền bảo: Thiên tử nên biết, sắc uẩn chẳng phải sâu xa, chẳng phải vi tế, thọ tưởng hành thức uẩn cũng chẳng phải sâu xa, chẳng phải vi tế. Vì sao? Các thiên tử, vì tự tánh sắc uẩn cho đến tự tánh thức uẩn đều chẳng phải sâu xa, chẳng phải vi tế. Như vậy cho đến trí nhất thiết chẳng phải sâu xa, chẳng phải vi tế. Trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng cũng chẳng phải sâu xa, chẳng phải vi tế. Vì sao? Các thiên tử, vì tự tánh trí nhất thiết, tự tánh trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng đều chẳng phải sâu xa, chẳng phải vi tế. Các thiên tử lại nghĩ, trong pháp được thuyết, Đại Đức Thiện Hiện không trình bày sắc uẩn, cũng không trình bày thọ tưởng hành thức uẩn. Vì sao? Vì tánh sắc uẩn vân vân đều không thể thuyết. Như vậy cho đến không trình bày trí nhất thiết, cũng không trình bày trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Vì sao? Vì tánh trí nhất thiết vân vân đều không thể thuyết. Trong lúc thuyết pháp, Đại Đức Thiện Hiện không trình bày dự lưu hướng, dự lưu quả, nhất lai hướng, nhất lai quả, bất hoàn hướng, bất hoàn quả, a la hán hướng, a la hán quả, độc giác hướng, độc giác quả, và tất cả đại bồ tát hành quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật. Vì sao? Vì tánh dự lưu hướng vân vân đều không thể thuyết. Trong lúc thuyết pháp, Đại Đức Thiện Hiện cũng không trình bày ngôn ngữ văn tự. Vì sao? Vì tánh của ngôn ngữ văn tự đều không thể thuyết. Cụ Thọ Thiện Hiện biết các thiên tử đang nghĩ về pháp, liền bảo họ: Đúng vậy, đúng vậy, đúng như ý nghĩ của các vị, sắc uẩn cho đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, văn tự ngôn ngữ đều không thể thuyết, cho nên đối với trong nghĩa tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa này, không có người thuyết, không có người nghe, cũng không có người hiểu. Do đó, đối với các pháp, các vị phải tùy theo lời nói mà tu hành nhẫn nhục vững chắc. Thiên tử nên biết, các vị muốn chứng, muốn trụ quả dự lưu, nhất lai, bất hoàn, A-la-hán, độc giác bồ đề, quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật, cần phải nương vào pháp nhẫn này mới có thể chứng đắc và an trụ. Như vậy, thiên tử, các đại bồ tát từ lúc mới phát tâm cho đến khi đạt được cứu cánh rốt ráo, nên trụ Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, không nói, không nghe, không hiểu này, luôn luôn siêng năng tu học, không nên tạm lìa bỏ. Các thiên tử lại nghĩ, nay Đại Đức Thiện Hiện muốn vì hữu tình nào mà thuyết những pháp nào? Cụ Thọ Thiện Hiện biết tâm niệm của các thiên tử liền nói: Thiên tử nên biết, nay tôi muốn vì hữu tình như huyễn, như hóa, như mộng mà tuyên thuyết pháp như huyễn, như hóa, như mộng. Vì sao? Vì như vậy thì người nghe đối với việc thuyết pháp cũng không nghe, không hiểu, không chứng. Các thiên tử hỏi lại: Người thuyết, nghe và pháp được thuyết đều thấy như huyễn, như hóa, như mộng sao? Thiện Hiện đáp: Đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời các vị đã nói, hữu tình như huyễn. Vì người như huyễn nên pháp thuyết cũng như huyễn, hữu tình như hóa. Vì người như hóa nên pháp thuyết cũng như hóa, hữu tình như mộng. Vì người như mộng nên pháp thuyết cũng như mộng. Thiên tử nên biết, ngã cho đến người thấy, đều thấy như huyễn, như hóa, như mộng. Sắc uẩn cho đến thức uẩn, cũng thấy như huyễn, như hóa, như mộng. Cho đến dự lưu nhất lai bất hoàn A-la-hán độc giác bồ đề, quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật, cũng thấy như huyễn, như hóa, như mộng. Các thiên tử hỏi Thiện Hiện: Bạch Đại Đức, nay Đại Đức chỉ nói ngã cho đến bồ đề thấy như huyễn, như hóa, như mộng, vậy Đại Đức cũng nói thấy niết bàn như huyễn, như hóa, như mộng sao? Thiện Hiện đáp: Nay tôi chỉ nói ngã cho đến bồ đề thấy như huyễn, như hóa, như mộng, cũng nói niết bàn thấy như huyễn, như hóa, như mộng. Thiên tử nên biết, giả sử có pháp cao hơn niết bàn, tôi cũng nói là thấy như huyễn, như hóa, như mộng. Vì sao? Các thiên tử, vì việc huyễn hóa mộng cùng với tất cả pháp cho đến niết bàn, tất cả đều không hai, không hai phần. Bấy giờ, các đại thanh văn
cụ Thọ Xá Lợi Tử, Đại Mục Kiền Liên, Chấp Đại Tạng, Mãn Từ Tử, Đại Ca Đa Diễn Na, Đại Ca Diếp Ba, vân vân và vô lượng trăm ngàn đại Bồ Tát cùng hỏi cụ Thọ Thiện Hiện: Bát Nhã Ba La Mật Đa mà tôn giả đã thuyết thậm thâm như vậy, khó thấy khó hiểu, tịch tĩnh vi diệu, chẳng phải chỗ suy nghĩ, vượt lên cảnh giới suy nghĩ tối thắng nhất, thì ai có thể tin hiểu lãnh thọ được? Khi ấy Khánh Hỷ bạch với các đại thanh văn và các đại Bồ Tát: Có các đại Bồ Tát bất thối truyền đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa này, có thể lãnh thọ và tin hiểu sâu xa, lại có vô lượng A-La-Hán đã thấy Thánh Đế, đối với các pháp sâu xa có thể đạt tận nguồn gốc, xảo nguyện đã viên mãn, các lậu hoặc chấm dứt, đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa này có thể tin hiểu lãnh thọ. Lại có vô lượng các thiện nam, thiện nữ nhân, vân vân. Ở trong thời quá khứ, vô lượng vô số trăm ngàn muôn ước Phật thân cận cúng dường phát thệ nguyện rộng lớn, trồng các căn lành, trí tuệ thông minh, được sự giúp đỡ của bạn lành, đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng có thể tin hiểu lãnh thọ. Vì sao? Vì những vị như vậy đối với pháp phi pháp đều không phân biệt, nghĩa là không dùng không bất không phân biệt với sắc cho đến thức, cũng không dùng sắc cho đến thức phân biệt không bất không, không dùng hữu tướng vô tướng phân biệt sắc cho đến thức, cũng không dùng sắc cho đến thức phân biệt hữu tướng vô tướng, không dùng hữu nguyện vô nguyện phân biệt sắc cho đến thức, cũng không dùng sắc cho đến thức phân biệt hữu nguyện vô nguyện, không dùng tịch tĩnh bất tịch tĩnh phân biệt sắc cho đến thức, cũng không dùng sắc cho đến thức phân biệt tịch tĩnh bất tịch tĩnh, không dùng viễn ly bất viễn ly phân biệt sắc cho đến thức, cũng không dùng sắc cho đến thức phân biệt viễn ly bất viễn ly, không dùng sanh bất sanh phân biệt sắc cho đến thức, cũng không dùng sắc cho đến thức phân biệt sanh bất sanh, không dùng diệt bất diệt phân biệt sắc cho đến thức, cũng không dùng sắc cho đến thức phân biệt diệt bất diệt. Như vậy cho đến không dùng không bất không phân biệt cảnh giới hữu vi vô vi, cũng không dùng cảnh giới hữu vi vô vi phân biệt không bất không. Không dùng hữu tướng vô tướng phân biệt cảnh giới hữu vi vô vi, cũng không dùng cảnh giới hữu vi vô vi